Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay Chí Kinh lại tiếp tục review. Vị trí của em đứng ngày hôm nay đó chính là Phú An Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh. Vị trí em đứng là đường ô tô, đường hiện trạng, đường phía trước mặt này nè. Đó là đường 4-5m nha anh chị. Còn đường đi vào lỗ đất là cũng 4-5m luôn nha anh chị. Đó, em xuống chia sẻ lại màn hình để review cái lỗ đất này cho mọi người có thể hình dung rõ hơn về khu đáng sống này nha. Dân cư thì hiện hữu luôn, dân cư mới đang về nha anh chị. Đây. Ok, nó sẽ có đường, đặc biệt đường này là đường thông, không phải là đường cục nha chị. Sẽ có một cái đường này vô được lô đất này, và cộng một cái đường kia vô được lô đất. Nên nếu quý cô chú anh chị có ô tô á, đi vào được thẳng nhà luôn. Nói chung là không cần phải quay đầu xe gì hết. Đó, từ vị trí lô đất này, anh chị nè, từ đây anh chị có thể đi ra đường 23-10 chỗ khu đô thị Phú An Nam á, để trong vòng kính là 300m thôi nhé, và cách cây dầu đôi với trong vòng kính là 700m. Đó, những tiện ích xung quanh như chợ, trường học nè, bệnh viện đó, nói chung là trong vòng kính là một cây số quay đầu thôi nha anh chị, một cây số quay đầu luôn. Khu dân cư thì hiện hữu luôn này, cho quý cô chú anh chị thì thấy là điện nước thì khỏi lo luôn, điện nước đi vào tận đất luôn. Dân cư thì dân cư mới đó, quý cô chú anh thấy không, đó, nhà mái thái nè. Đó, bên kia là nhà mái thái kìa, đó. Bây giờ em sẽ đi vào lô đất để mọi người hình dung rõ hơn cái lô đất này có tổng diện tích bao nhiêu nè, hướng chính là hướng nào nè, có phù hợp để xây như an cư lập nghiệp hay không. Đó, em muốn xây dựng bất động sản cái lô đất này cho quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư nhé. Ok, hiện tại bây giờ em đang đứng trên lô đất, đây có cái gạch đỏ này nè. Tổng diện tích lô đất này có diện tích là 85,6 m², với chiều ngang cực kỳ lý tưởng luôn, ngang 5 m nha anh chị, ngang 5 m. Hướng chính của lô đất này là hướng đông, rất là phù hợp cho đông tứ trạch nè. Đó, được gia chủ rào rắn rất là kỹ càng luôn. Đó, từ đây được đóng ranh móc nè, kỹ càng đó, anh chị thấy không, đất thì đất sạch nha, đường đi vào lô đất cực kỳ đẹp luôn. Đó, đi qua khu tái định cư của Phú An Nam á, đường thì đường rất là rộng lớn luôn nha anh chị, đường xe được 4-5 m, thì đường xe ô tô đi vào ra vào thoải mái luôn. Khu dân cư hiện hữu nó rất là nhiều nhà mới xây này đó, anh chị thấy không. Khu vực này thì anh chị có thể xây dựng là 1 m hoặc 2 m thì tùy vào nhu cầu tài chính của mỗi gia đình. Lô đất em muốn xây dựng cho mọi người đó là 85,6 m² với chiều ngang 5 m, hướng chính là hướng đông. Giá gia chủ ra đi mong muốn là 14.500.000 trên 1 m². Vị trí lô đất này là 1.240.000.000, chịu với giá 1.240.000.000 anh chị sở một lô đất full thổ cư tại xã Diên An, huyện Diên Khánh. Từ vị trí lô đất này cách thành phố Nha Trang, cách biển Nha Trang đi Tháp Chàm Hương 9 cây số thế nha anh chị. Cách siêu thị Gâu á, siêu thị Gâu là 6,5 cây số là chỗ khu đô thị Vĩnh Điền Chung đó anh chị ạ. Bixi ngày xưa á, siêu thị Gâu là Bixi ngày xưa. Và từ vị trí lô đất này nè, anh chị có thể đi ra đường 23 tháng 10 á, đó, ngay tròn quốc lộ 1C đó. Đã con đường chính đi lên cây dầu đôi trong vòng kính là 300m thôi nha anh chị. 300m thôi. Những tiện ích thì xung quanh luôn. Đó, lô đất này quá phù hợp cho quý cô chú anh chị để đầu tư nè, hoặc là an cư lập nghiệp trong tầm phân khúc vừa phải chăng thôi. Đó, nếu quý cô chú anh chị cảm thấy lô đất này tiềm năng nè, cảm thấy phù hợp với túi tiền của mình thì hãy liên hệ với em. Em là Chí Kinh, nhà đất Nha Trang 79, rất mong muốn đồng hành với quý cô chú anh chị trong các thương vụ đầu tư bất động sản tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Em xin cảm ơn ạ. Thank you, bye bye.